Hôm nay 16 tháng 9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô bị quả bánh trong khu đô thị. Đáng nói, người phụ nữ được cho là chủ nhân chiếc xe sau đó đã cầm kìm, phá khóa khiến dư luận quan tâm. Theo người đăng tải, đoạn clip trên được cho là quay tại khu đô thị ở phía Tây Hà Nội. Trong đoạn clip, chiếc xe ô tô màu trắng có thể do đỗ sai vị trí nên bị khóa bánh trước. Người phụ nữ sau đó đã dùng kìm và chỉ mất vài thao tác đã nhanh chóng phá được chiếc khóa. Sau khi phá khóa, xích và dụng cụ phá khóa được người này cất vào cốp ô tô. Phần sắt màu đỏ còn lại được để vào bên kia đường rồi lên xe rời đi. Toàn bộ quá trình chỉ được thực hiện trong khoảng 30 giây. Đoạn clip sau khi được chia sẻ dưới dạng ẩn danh đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Các ý kiến chủ yếu cho rằng hành động của người phụ nữ là coi thường quy định. Một số bình luận để lại như không có ai đi ô tô mà bỏ sẵn kìm cắt sắt trong cốp. Thao tác nhanh nhẹn kiểu này chắc cũng không phải lần đầu đỗ sai bị quả bánh. Từ hình ảnh ghi lại có thể đoán, chủ xe đã đỗ sai nên bị quả bánh. Vạch trên đường chỉ đây là khu vực rẽ trái, đỗ xe ở vị trí này làm ảnh hưởng đến các phương tiện khác nên có thể bảo vệ đã khóa bánh để gian đe. Tuy nhiên điều này đã không làm khó được người phụ nữ trong đoạn clip. Bên cạnh đó cũng có người đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc khóa bánh.